Xin chào tất cả các fan bóng đá chính hiệu đã quay trở lại với kênh Những pha sút penalty với lực sút tên lửa xé lưới thủ môn. Trong bóng đá, người ta thường nghĩ rằng đá phạt đền là một tình huống rất ngon ăn. Thế nhưng, thực tế lại không phải như vậy. Không phải lúc nào những cú sút penalty với lực mạnh cũng là phương án tối ưu. Cú đá rất nhẹ nhưng kỹ thuật cũng có thể khiến thủ môn bó tay hoàn toàn. Từ trước đến nay, có rất nhiều danh thủ đã từng nhiều lần thực hiện không thành công cú sút từ cự ly 11m. Đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho channel của tụi mình để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Trong bóng đá, người ta thường nghĩ rằng đá phạt đền là một tình huống rất ngon ăn. Thế nhưng thực tế lại không phải vậy đâu. Tại sao tôi lại nói như vậy? Vì ngoài yếu tố đá đơn thuần, nó còn là đòn đánh tâm lý không chỉ riêng với các thủ môn mà còn là áp lực bủa vây xung quanh những cầu thủ được giao trọng trách thực hiện quả đá phạt đó. Vậy nên, việc có nhiều danh thủ đã từng nhiều lần thực hiện không thành công cú sút từ cự ly 11m này âu cũng là điều bình thường. Nhưng song song đó, chúng ta cũng có được những hảo thủ với những màn thực hiện pha sút penalty với lực sút tên lửa xé lưới thủ môn nữa đấy. Hãy cùng chúng tôi xem qua những hảo thủ đó là ai nhé. Không chỉ là một quả phạt đền đẹp mắt mà Di Pro Cisse còn sút vào góc không thể nào cản phá được. Nhưng trọng trách là người thực hiện quả phạt đền cho Panathinaikos. Cú ra chân của anh là quá mạnh, quá hiểm hóc, khiến trái bóng mắc kẹt vào góc cao khung thành. Có thể bạn không biết, Cisse là cầu thủ hiếm hoi trong lịch sử bóng đá bị gãy cả hai chân, nhưng tuyển thủ Pháp đã thể hiện nghị lực phi thường của mình để tiếp tục chơi bóng đỉnh cao thêm nhiều năm nữa. Chân sút 35 tuổi, Cristiano Ronaldo hiện đang khoác áo câu lạc bộ Juventus, vốn đã được cả thế giới biết đến với khả năng sút penalty quyết đoán. Mỗi khi đứng trước chấm phạt đền, cầu thủ người Bồ Đào Nha thường rất tự tin tung ra những pha dứt điểm uy lực, khiến các thủ môn dù đã biết hướng di chuyển của trái bóng nhưng cũng không thể làm gì được ngoài việc vào lưới nhặt bóng. Ronaldo lãnh trách nhiệm thực hiện quả đá penalty trong trận đấu thắng 3-0 trước Fiorentina. Siêu sao người Bồ đã tung cú sút cực mạnh và hiểm vào góc cao khung thành, đánh bại thủ thành áo đỏ. Trên chấm 11m, trong trận đấu giao hữu giữa Real và Valladolid, Cristiano Ronaldo không bỏ lỡ cơ hội. Anh bình tĩnh tiến sát lại trái bóng, tung ra cú sút thiên về bên trái khung thành. Ngay cả khi thủ môn Asensio có cản phá đúng hướng thì vẫn bất lực với pha làm bàn đầy quyết đoán và mạnh mẽ của siêu sao người Bồ. Roberto Carlos contra Dude, el especialista. Sự quyết đoán của Roberto Carlos trên chấm penalty luôn là nỗi khiếp sợ của tất cả thủ môn khi đối diện với cầu thủ người Brazil. Pha bóng của anh đi là quá nhanh, quá nguy hiểm, khiến thủ thành đội bạn chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn. Nổi tiếng với những cú sút xa căng đét, nên ngay cả khi đứng trên chấm 11m, Hun vẫn là một cơn ác mộng với các thủ môn. Tiền đạo người Brazil đã có một quả penalty cực mạnh vào lưới của Quảng Châu Hằng Đại trong cuộc đối đầu giữa đội bóng của anh là Thượng Hải Zinger với đội bóng này ở tứ kết AFC Champions League. Cú sút của Hun mạnh đến mức ngay cả khi băng ghi hình quay chậm thì vẫn khó có thể nhìn thấy rõ đường bóng đi như thế nào, và quả bóng cũng bật ra ngoài ngay sau khi chạm lưới. Huyền thoại của Chelsea Frank Lampard đã thành công với 43 quả penalty tại Premier League và 60 lần trên mọi đấu trường. Số lần ngôi sao người Anh sút trượt 11m trong sự nghiệp là 10. Với khả năng dứt điểm tốt ngang một tiền đạo hàng đầu thế giới cùng tâm lý cực kỳ vững vàng, Lampard thường găm bóng vào góc cao khung thành khiến thủ môn đối phương phải bó tay. Thậm chí cho dù đoán đúng hướng, song rất khó để người gác đền cản phá được những cú sút của thuyền trưởng The Blues.
luôn bình tĩnh và lạnh lùng khi đứng trước cầu môn đối phương. Lampard luôn là lựa chọn hàng đầu mỗi khi Chelsea có cơ hội trên chấm 11m. Trong trận thắng 4-1 trước Napoli vào ngày 14 tháng 3 năm 2012 thuộc khuôn khổ Champions League trên sân vận động Stamford Bridge, Lampard cũng đóng góp một bàn thắng quan trọng giúp đội bóng tiến vào chung kết C1 năm đó. Cụ thể, anh nhận trọng trách là người đá penalty. Tiếng còi vang lên, ngôi sao người Anh chậm chậm tiến đến bên trái bóng. Anh tung một cú sút đầy mạnh mẽ bằng chân phải, ghim thẳng vào khung thành, khiến thủ môn áo đỏ ngay cả khi có lao người đúng hướng cũng không thể cản phá được. Always hanging by your phone. Do I even know you? And I. Hay trong tình huống này, nhận trọng trách thực hiện quả đá penalty trong trận đấu với Liverpool vào ngày 30 tháng 4 năm 2008 tại sân vận động Stamford Bridge trong khuôn khổ Champions League. Frank Lampard đã có cú ra chân đầy nội lực ghim thẳng vào chính diện khung thành, đánh lừa thủ môn đối thủ. Điều đặc biệt, anh vẫn bình tĩnh thực hiện xuất sắc pha đá phạt tuyệt đẹp này khi vẫn còn đau buồn vì sự ra đi của mẹ mình. Trận gặp West Ham ngày 20 tháng 12 năm 2009 trên sân vận động Upton Park thuộc khuôn khổ Premier League, Lampard đã có pha làm bàn khá thú vị trên chấm penalty. Mặc dù bị trọng tài bắt thực hiện lại đến tận 3 lần cú đá phạt 11m, nhưng Lampard luôn chứng tỏ mình là chỗ dựa vững chắc cho cả đội. Trong cả 3 lần đó, ngôi sao người Anh đều hạ gục thành công thủ môn đối phương. Thủ thành kỳ cựu Kesa đã thực sự bó tay trước cú sút penalty cực kỳ hiểm hóc của Charles Aranguiz bên phía Chile. Kesa gần như không có bất cứ phản ứng gì trước cú sút cực mạnh của chân sút này. Quả bóng bay ngoài tầm với của Kesa lại đi cực căng, nên nếu thủ môn đội tuyển Brazil có đoán trúng hướng cũng chưa chắc đã kịp bay người. Nhiều trang mạng trên thế giới đã coi đây là một trong những cú sút penalty hoàn hảo nhất trong lịch sử. Trong trận đấu giữa Hà Lan và Uruguay vào tháng 6 năm 2011, Steven Gerrard đã có một pha làm bàn từ chấm phạt 11m cực kỳ đẹp mắt. Đây chính xác là cú sút dính lưới theo đúng nghĩa đen của cầu thủ người Hà Lan, khi mà anh đã đánh lừa thủ môn đội bạn thành công và tung cú sút đưa bóng vào góc cao bên phải khung thành. Work it out.
Vậy sau khi xem qua những pha sút penalty cháy lưới của các cầu thủ trong đoạn video này, hãy nói cho tôi biết đâu là pha làm bàn bạn yêu thích nhất. Hãy chia sẻ điều đó cho chúng tôi bằng cách để lại comment ở phía bên dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.